Bạn bao giờ bị sàm sỡ chưa? Tớ có, tương đối nhiều rồi đấy. Nếu không tính những cú va chạm bất ngờ có chủ đích vào những khu vực nhạy cảm giữa bạn bè với nhau hồi mẫu giáo, hay là những ánh nhìn ngây thơ chúng ta trao cho nhau lúc mà trần truồng khi còn bé, thì lần đầu tiên tớ bị sàm sỡ là năm lớp 8. Tớ không định kể chi tiết cái vụ này đâu, tại vì sau còn có N lần như thế nữa. Nếu mà chỉ kể mỗi chuyện đấy và bỏ qua những cái chuyện kia thì thấy có lỗi với lương tâm lắm. Mình nói ra để biết đi, cái bộ phận tớ hay bị sàm sỡ là... Hiểu không? Mình chỉ thắc mắc là hồi đấy mình có cái khỉ gì mà nó lao ra sờ soạn bóp nắm được. Thế là hồi ấy làm như thế với tớ, như kiểu giơ tay ra nắm không khí. Biến thái. Nhưng mà có những vụ sau đấy còn dị hơn cơ. Hồi lớp 8 đấy còn để tóc dài, nhìn không có vẻ cả, không giống con trai một tí nào cả. Lên lớp 12 rất nhiều người bảo tớ nhìn từ đằng sau trông không khác một con đàn ông luôn. Một hôm tớ đang đạp xe trên đường thì có một cái xe SH nó xẹt qua bên cạnh. Thấy nghi rồi, chưa kịp phản ứng gì giơ tay ra thục phát. Tớ có một cái là bị lì ý. Bình thường người ta gặp phải cái chuyện gì làm người ta bị hoảng ấy thì phải có phản ứng, một là chửi chết cha chết mẹ nó, hay là khóc ấm ức, hoặc là kiểu thứ ba là sợ mất mật không nói không động đậy được cái gì cả. Tớ hay có trò là bên trong cảm thấy sợ thật, thế nhưng mà chả phản ứng gì cả mà tỉnh quá không? Cái lúc đấy như thế, cái thằng đi xe SH nó vừa bóc xô mình xong thì mình kiểu nó vừa sắm sỡ mình à, xong rồi vẫn đạp xe đi tiếp, không có gì xảy ra cả. Thế là tốt hay xấu? Căn bản nghĩ là ý, mình bị thiệt một tí nhưng mà ít ra vẫn còn sống. Với cả trộm vía cái là những lúc tớ bị như thế thì là lúc vắng người ấy, không ai nhìn thấy cả. Thêm nữa là nếu mà mình phản ứng ấy thì cái đứa nó sàm sỡ mình càng sướng. Thôi tốt nhất là phải đi khu. Mà cũng có những thể loại thích sàm sỡ quấy rối con nhà người ta chỗ đông người cơ. Các bạn có biết cái bọn phô dâm không? Cái bọn này này. Và có những trường hợp là nhiều bạn nữ bị gì trên xe buýt nữa. Nói thật là tớ cảm thấy loại này dễ chị hơn cái bọn hay hành sự ở chỗ vắng người. Chị như thế nào? Ví dụ như thế này nhá. Sao bé vậy? Hoặc là làm như thế này. Ra các bạn dừng lại không rút dao ra xong rồi nở một nụ cười biến thái là được. Cách này các bạn có thể áp dụng tương tự cho trường hợp bị gì vào người, cả nam cả nữ nhá. Đừng nghĩ chỉ có mỗi nữ bị thôi. Tóm lại cái này nó gọi là nguyên tắc dĩ độc trị độc. Muốn trị bọn biến thái thì mình phải biến thái hơn nó. Và khả năng thành công thì cũng phải 80-90% đấy. Nhưng mà tớ đã bị một lần rơi vào 10% không thành công. Chuyện là này, hồi đấy tớ làm chạy bàn ở một quán trà. Thì lúc đấy có một thằng cha là khách quen của quán. Và mỗi lần hắn đến quán thì chỉ gọi nấu đá và mỗi lần dắt theo một em. Tức là chả có em nào hắn dẫn đến quán lần thứ hai cả. Rồi một hôm hắn đến quán, tớ thì thân là nhân viên cho nên là nhiều khi phải tỏ ra sờ lời một cách không cần thiết. Lúc hắn đi vào tớ bảo, anh lại nấu đá. Thế là lúc sau hắn xin Facebook với cả số điện thoại của tớ chứ. Thôi rồi Facebook thì cho, không người ta mất công kêu mình chảnh kêu. Số thì trả cho, mình cũng kiểu trôn. Em dùng nhiều số lắm, anh thích lấy số nào? Cho anh số nào em hay dùng ý. Để em đọc đi nhá, ghi đi, 1. 1. Gì nè em, đọc tiếp đi. Đấy, anh bảo muốn lấy một số, em cho anh một số đấy. Kể thông minh, số bàn hay số di động, chả số nào bắt đầu số 1 cả. Thế cũng ghi vào. Nhưng mà chuyện chưa kết thúc ở đấy. Về nhà add Facebook xong thì hắn master liên tục nằng nặc đòi xin số điện thoại. Nên mình bắt đầu nghĩ, thôi, người ta là khách quen của quán, mình thái độ lời lõm, sau đến quán lại chỉ mặt mình kiểm điểm cho. Thế là cho bé cái số lúc đấy mình đang dùng hộ chị rồi. Đấy, số mình xong phát liên tục nhắn tin rủ chơi ý. Phiền. Tớ nhiều lần lý do lý chấu để từ chối vì không thích. Nhưng mà lại nghĩ cái lý do là khách quen của quán, lại bấm bụng ok. Thêm nữa tên này có thói mỗi lần đi một em, mình nghĩ là thôi chắc mình đi nó một lần dứt điểm xong. Đấy, ngây thơ thế đấy. Và cái buổi đấy rất là kinh khủng. Các bạn thấy kinh không? Thì mình vừa mới biết nhau, đi cà phê với nhau với tư cách chưa là cái đ** gì cả. Mà tên này hết quảng vai ôm eo và hắn không hề ngần ngại hôn tớ. Thế mới sợ. Cái lúc ngồi chém gió tớ đã lôi hết tất cả cái khía cạnh từ bất thường thì biến thái của tớ ra để làm cho tên đấy nó sợ. Em thích cả nam lẫn nữ đấy. Em thích SMBD đấy. Ra em là chuẩn giới, em vốn là gay, em chỉ thích gay thôi. Anh có gay không? Ừ, em là gay mà. Nói thế chịu rồi. Núi cao còn núi cao hơn. Trước nay mình tưởng mình biến thái nhất hạng rồi, hóa ra vẫn cứ đứa biến thái hơn mình. Và lại một lần nữa, câu chuyện đã chưa kết thúc. Thằng cha này vẫn chưa tha cho tớ. Hồi đấy đi làm thì tớ làm ca tối, 10 giờ thì tớ tan ca. Thì sau buổi hôm đấy tớ liên tục bị hắn tra tấn bằng những cái tin nhắn đến lúc 10 giờ của hắn. Nội dung là làm xong đến nhà anh chơi đi. Xin lỗi, gì cơ? 10 giờ tối rủ con nhà người ta sang nhà chơi làm gì? Chắc chắn là chỉ có moi ba con sói ra để chơi thôi. Thế là tớ nghỉ làm. Tên này có vẻ nghĩ mình là đứa ngu ngơ dễ đớp. Trước nhắn tin hỏi chứ, em trọ ở đâu?
trọ còn bọ ấy. Xin lỗi anh, 20 năm nay em chưa bao giờ không phải là người Hà Nội. Cái này bao gồm cả sàm sỡ đạt lên level quấy rối rồi. Đấy chắc phải là lần đầu tiên đâu. Trước đấy và cho đến tận bây giờ, bọn con trai thường hay gạ sex tớ một cách rất thẳng thắn, kiểu không có một cái rào cản nào cả ấy. Tớ không hiểu, tớ biết mặt mình dâm, chẳng lẽ nó lại gợi dâm đến mức đấy? Đúng rồi đấy. Đa phần bọn con trai một ấy tớ đều phun thẳng vào mặt tớ cái câu nói thần thánh đấy. Không biết gì cả. Nó gọi hoàn cảnh số đẩy, gặp phải mấy thằng như thế cho nên bây giờ mặt mũi biểu cảm mình biến dạng, tính tình biến chất. Hồi 12, 13 tuổi ra ngoài đường vẫn người bảo trông mặt mình hiền. Thật đấy.